Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống nữa. Bị hôn có một cái mà đã muốn sống muốn chết rồi. Ơi, hiếm thấy một nam nhân trong sạch như vậy. Tiểu thư, hắn thật sự đáng thương. Ơi, cũng may mà ta thông minh hành động trước, tránh được kiếp nạn này. Được rồi, ngươi đừng khóc nữa. Việc này là lỗi của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Trách nhiệm? Tuy rằng ngươi cũng hơi nhiều tuổi, nhưng vì tướng mạo khôi ngô của ngươi, ta sẽ lấy ngươi. Sau này ngươi là của ta. Đây nè, không cần phải làm thế đâu. Nàng ta chính là cung sở sở, công chúa của Kim Hổ Quốc. Bắt lấy nàng ta. Cung sở sở, thời gian này đáng lẽ nàng ta phải ở hoàng cung của Kim Hổ Quốc mới đúng, tại sao lại chạy đến nơi biên giới này? Lẽ nào nàng ta chính là người mà Hồ tướng quân nhắc đến, người đã bị mất tích ở trong hoàng cung? Đại thúc, người bảo vệ tiểu thư đi trước. Muội chạy đi, tỷ muội sẽ ngăn bọn chúng lại. Đừng có tự nhiên ra lệnh cho người khác. Ta với các ngươi không thân nhau. Một người cũng đừng hòng chạy thoát. Giết tên nam nhân này trước. Hãy thay cho những gì ngươi vừa nói, ta và các ngươi không thân gì nhau. Hơn nữa, ta ghét nhất là loại người thích vung đao múa kiếm. Hồ Điệp tỷ tỷ, Phi Nga tỷ tỷ, các người không sao chứ? Không sao, chỉ bị chút vết thương bên ngoài. Nhưng chúng ta đã rất cẩn thận, sao lại có thể bại lộ thân phận cơ chứ? Đại thúc, vừa nãy thật phải cảm ơn người rồi, xin hãy nhận của ta một lệnh. Ấy, chuyện nhỏ không cần phải khách sáo như vậy. Ngươi định làm gì? Còn không mau thả ta ra. Đừng hao phí sức lực nữa, đây là sợi dây thường làm từ da rắn. Cho dù ngươi có dùng lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào phá vỡ nó đâu. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là kẻ mạnh như vậy, nhưng vừa nãy lại giả bộ hèn nhát, giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là không có ý đồ tốt. Liệu có phải đồng bọn với lũ vừa rồi hay không? Có phải ngươi muốn làm điều bất chính với công chúa của chúng ta? Đây là cái quái gì vậy? Nếu ta cùng đồng bọn với lũ người vừa rồi, thì ta còn cứu các ngươi làm gì? Nói cũng đúng, có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều rồi. Nói không chừng đây là khổ nhục kế, để lấy được sự tín nhiệm của chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ, lẽ nào là thả hắn đi? Vì sự an toàn của công chúa, hãy giết hắn đi. Ấy, mấy người các ngươi có nghĩ đến cảm nghĩ của ta hay không? Đôi mắt ở Kim Hổ Quốc, mọi người được phân tầng theo huyết thống và biểu tượng lớn nhất chính là đôi mắt. Chỉ có đôi mắt của hoàng gia là màu vàng, quý tộc là màu tím, còn các thương nhân, thợ thủ công, người nghèo và nô lệ là những màu khác. Vậy ta phải làm người? Vậy ta phải là người gì? Không phải người,
Tiểu nha đầu, ngươi chửi ai? Không ai ở vương quốc của bọn ta có màu đôi mắt như ngươi cả. Công chúa, đại thúc này mạnh như vậy, vừa nãy để hắn ta bảo vệ chúng ta hồi cùng. Cái này có lời hơn mua bán. Ngay được thôi. Phía trước chính là biên giới của Kim Hổ Quốc rồi. Cuối cùng đã trở về. Chỉ cần vào biên giới, chúng ta sẽ được an toàn rồi. Bọn họ biết ngươi hay sao? Đương nhiên không biết. Tuy nhiên họ biết đôi mắt cô ta. Ta nghĩ ra rồi, là ở phòng của Thượng Tế. Thượng Tế? Thượng Tế chính là sứ giả của thần mặt trời, có thể giao tiếp với các vị thần. Địa vị ở Kim Hổ Quốc của ta chỉ đứng sau hoàng đế. Tuy nhiên một tháng trước đây, Thượng Tế đã bị ám sát và giết hại. Thượng Tế bây giờ lại là đệ tử của Ngài Lễ Bằng. Dù sao, Hổ sinh tử chính xác là ở trong hoàng cung của Kim Hổ Quốc rồi. Sổ sinh tử, ơi, đưa ta đi gặp hắn. Dựa vào cái gì? Ngươi không sợ gặp phải sát thủ hay sao? Cứu mạng, có ai không? Thả bọn ta ra. Hét đi, ở cái quán trọ hoang vu này, có hét đến rách cổ họng cũng không có ai tới cứu các ngươi đâu. Vừa nãy ta còn tử tế, nhưng các ngươi đối xử với ta thế nào? Đây chính là kết cục của việc lấy oán trả ơn. Đại thúc, ta sai rồi, là ta đã hiểu lầm người. Xin hãy tha cho chúng ta. Không dễ dàng như vậy. Trừ khi ngươi giúp ta làm một việc. Từng thấy món đồ này chưa? Có chút quen mắt. Đi đường lâu như vậy rồi cũng vất vả rồi, các ngươi tìm chỗ ăn cơm trước đi. Vậy còn đại thúc thì sao? Người có ba việc khẩn cấp, ta đi tiểu tiện. Những người này đúng là sát thủ, xem ra nơi này không yên ổn. Đại thúc, tại sao vẫn chưa về? Đồ ăn đâu đã nguội hết cả rồi. Nó chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, đã làm các ngươi kinh sợ. Công chúa, người còn có tuyệt kỹ này à? Ta đã học được nó từ các nghệ nhân ở trong cung, lợi hại phải không? Lợi hại. Muội muội nói chuyện thật là dễ nghe. Ngươi là kẻ nào? Sao ngươi dám coi thường tiểu thư của ta? Hắc xà ta đã chơi qua đủ loại phụ nữ, chỉ là vẫn chưa được nếm thử mùi vị của đám quý tộc. Hôm nay khó lắm mới có thể gặp được, sao có thể bỏ qua được chứ? Là kẻ nào chứ? Ngươi là Hắc Sa? Hắc Phúc Sa là thủ lĩnh của băng cướp Hắc Thủy, thuộc hạ của hắn đều là một đám lưu vong, giết người cướp của làm đủ chuyện ác. Nghe nói, ngày của quan lại địa phương cũng sợ chúng ba phần. Cũng có chút hiểu biết. Cả ba đầu nào mỹ nữ, nên bắt đầu từ đứa nào đây? Nếu như công chúa có mệnh hệ gì, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Ngươi đã biết thân phận của bọn ta còn dám động thủ không sợ chết hay sao? Ta còn đang sợ hắn không đến. Ở đây đều là người của ta. Đến lúc đó ta sẽ dùng ngươi làm mồi nhử để bắt rùa trong chùm. Ngươi đang nói đến những kẻ này sao? Đại thúc, Lý công tử. Tên mặt phấn này từ đâu xuất hiện, dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Vậy mà lại là một cao thủ. Nói, là kẻ nào sai ngươi đến đây mai phục? Đạo tặc cũng có quy tắc của đạo tặc. Hắc xà ta sẽ không bán đứng bạn bè. Nhìn không ra ngươi còn có khí phách như vậy. Vậy ta phải thành toàn cho ngươi. Lão đại, tôi nói. Nói hay lắm mà. Ta không có nói bọn ta là bạn bè. Tất cả những gì ta biết thì hắn là một thanh niên trẻ tuổi có đồng tử màu vàng. Hắn đã chi rất nhiều tiền để thuê một nhóm giang hồ bắt sống công chúa, còn thân phận của hắn thì không ai biết cả. Nữ khách này xem ra cũng là do hắn mua lại. Mắt vàng. Đây là nói hắn cũng là quý tộc. Nhà đầu, ngươi ở trong cung có đắc tội với kẻ nào hay không? Chạy đi đâu? Đại nhân, những gì ta biết đều đã nói rồi. Ngài là quân tử đừng chấp với tiểu nhân, hãy tha cho ta đi. Không dễ như vậy đâu. Trừ phi ngươi giúp ta một chuyện. Cẩn thận!